Chúng ta lại một lần nữa thấy được điểm mạnh của Trọng Hiếu. Có tốc độ tốt, khả năng che chắn. Vừa nhắc về việc Hữu Hậu đang phải theo sát với Trọng Hiếu thì anh đã phạm lỗi trong vòng cấm. Đã có khá đông các cổ động viên của Đại học Kinh tế Quốc dân bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để cổ vũ cho những người bạn của mình đang thi đấu trên sân. Người sẽ thực hiện quả đá phạt đền này cho các cầu thủ bên phía Đại học Kinh tế Quốc dân đó là số 2 Hoàng Nam. Hoàng Nam sút bóng. Một không cho các cầu thủ bên phía Đại học Kinh tế Quốc dân. Vẫn là một tình huống bóng có sự hiện diện của Hữu Hậu. Những người đã mang về quả đá phạt đền đó là Dương Ngọc Hòa, số 11 bên phía Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Trinh, một đều. Những giây cuối trong quãng thời gian bù giờ. Đường chuyền chấp chới và mang tới những sự nguy hiểm. Cơ hội cho các cầu thủ áo xanh. Sút bóng không được. Một cơ hội ngon ăn đã đến với Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Xem chút nữa thì Đại học Kinh tế Quốc dân đã phải trả giá. Đánh đâu! Hai bàn cho các cầu thủ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ở những giây cuối cùng trong quãng thời gian bù giờ của hiệp đấu đó.